Tình huống hiếm gặp khi rút tiền ở máy ATM. Anh này rút tiền thì máy bị lỗi đưa thêm tờ 500.000 đồng. Nếu bạn gặp trường hợp hy hữu này thì hãy gửi trả lại ngay cho ngân hàng để tránh việc bị cơ quan chức năng điều tra rắc rối sau này. Rất nhiều vụ án liên quan đến cướp ngân hàng đều bị tóm gọn chỉ trong một ngày.